Mình nằm ngủ ấy, xong rồi trước khi ngủ em nghĩ lại. Em bảo ơ thế ra là mình cả Thùy là nhìn thấy nhau từ lúc mà thấy Nam Khánh luyện thanh ở top 72 ấy, nhớ không? Xong rồi lúc đấy thì chứ chị rồi em ơi, chị chờ lắm, chị không không biết đến đến năm nào bây giờ. Sao em nói gì nhỉ? Em bảo là Chị làm theo em đúng không? mà cái hôm chị nhận được kết quả vào top 12 thì em cũng là một trong số những người mà chạy ra chúc mừng chị thấy rất là vui vì lúc ấy thì đi thi một mình ý, không có bạn bè Bởi vì lúc ấy em thấy chị rất là dễ thương, thì nhưng mà không được giận nhé, bởi vì là trong tất cả các thí sinh thì có chị là nhìn tròn trĩnh nhất, là cũng là một điểm rất là nổi bật đấy. để lên đầu tiên chị được nghe ở ngoài mà có một người hát hay như thế, Ngại thế nào là lúc ấy là cái đờ cái mặt này. quá. Em cũng phục một con người Quảng Trị rất là mộc mạc dễ thương mà cất tiếng hát lại chạy vào trái tim khán giả như vậy. Trong ngôi nhà chung thì Thùy là một trong những thí sinh rất là chăm chỉ tập luyện ấy, và mà lúc cô ấy tập thì rất là tập trung. Ở trong nhà chung thì không phải chị Thủy mà mọi người cũng đều nhận ra được là chị Thủy rất là chăm chỉ trong cái chuyện là học tìm bài này, rồi đặc biệt là bài khi mà đã chọn được rồi thì không quản ngày đêm, thậm chí là trong lúc ngủ vẫn đang lên tiếng hát và rất là chăm 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 chút. Hay đây chị Thủy, đây chị là chị không theo nhạc gì cả nhưng mà chị đã thể hiện được cái sự đam mê của chị và mình cũng rất là trân trọng cái điều đấy.